Đây, con trống mình mới bắt ở trong IV ra mọi người. Thì trống mình nói 21 ghép đó. Thì con này có một cái cọng bông mỹ lợi à. Nói con này chơi khá là tốt mọi người. Đấy, đập đá không? Thì giờ thì mình cũng không biết con này làm sao nữa, chắc mình chờ làm lòng tiếp tục để mình ghép tiếp luôn rồi. Hiện tại mình còn rất là nhiều máy bông, máy chuẩn bị để mình ghép tiếp luôn rồi. Mình còn con máy 14 bông nữa à, chim này thì mình để làm giống thôi. Vô con máy kỳ nó đang căng quá, ảnh chưa căng lên. Bữa dí sao ảnh bị gãy cái đuôi luôn. Đuôi được 21 mọi người. Không được tôm nhưng mà lụa. Mọi người thấy không? Nhiều anh em họ nói máy đuôi 14 tôm lụa. Mình nói thiệt mọi người, toàn là tôm, tôm mấy xí không. Chứ máy mọi người nghĩ, nếu đối với một con tôm á, là phải dài mới có thể tôm được. Và lụa nữa, mà máy mà tôm lụa là nghe hơi là kỳ kỳ rồi mọi người. Lụa là phải nó dài vũ mới được. Mà sao mà nói từ hồi lúc mà chơi tới bây giờ, mình qua trại ông anh mình chơi là đuôi ổng bên mà ổng là 16, 17, mà nhiều lúc nó chỉ có thẳng băng thôi, lụa còn chưa ra được nữa mọi người. Đó đó đâu mà ra tôm lụa. Thật sự mà nói là mình nói mà mình kể cho nghe, ông nói mình muốn tôm lụa, cái nào tao làm cho tôm lụa. Thật sự mà đúng thì mình biết cái cách làm tôm lụa như thế nào, nhưng mà bỏ ra rừng mà anh em kiếm tôm chỉ hơi tôm thôi mà tôm cong quá. Thường những con đuôi ngắn mình cũng thấy là nhớ chỉ tôm mà cong cái đầu quầy đầu tơ quầy đầu đuôi thôi. Như cái con máy mà mới bắt về đuôi 14 của ảnh á, là con máy đó đúng á, là đuôi tôm á mọi người. Anh em nó nhà nó là mẹ cha gì nó cũng nuôi tôm á, nó chỉ có hơi tôm mọi người thấy không. Mình mới bắt AV ra cho nên nó vẫn còn hơi trao. Mọi người thấy lồng 8, lồng mình là lồng 84 mà nó đứng nó vũ mà đập đụng đuôi đó. Đứng ngay trên giữa mà đụng luôn cái nan đồng cửa ngoài này. Thì sen con này rất là tốt mọi người. Thì lứa nào cũng có chim con bông hết á. Chủ yếu là anh em chọn con máy nữa, cho nên là ghép chim không có nói trước được gì hết mọi người. Do con kia thì cái ren nó tốt hơn, chim con thì lúc nào bông cũng 20 chấm hết, cho nên là mình mới bắt về để mình ghép nó, để mình biết khi nào có hơi hơn hơn là mình sẽ kiếm được chim con hơi bị khủng. Chứ đúng ra là mình định đợi là mình ghép với lại con chim con kia nữa, nhưng mà nó cũng qua rồi, không biết nói làm sao. Con này cánh vẫn còn cam mọi người. Chim này thì nó còn tơ. Thì giờ vô đây là mình bắt đầu mình phải vô cám là mọi người. Mà thường những con chim ăn cám mà anh em ghép sinh sản rồi vô cám là rất là dễ, chứ không phải khó như những con bổi đâu. Nó đã quen với lại cám mà, mình chỉ vô sơ chừng 2 bữa thôi. Mình chịu cực mua trứng kiến, về bỏ vô là nó ăn à.